Bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta, dù để lại niềm vui hay nước mắt đều có nguyên nhân của nó. Nó có thể là do nghiệp sinh ra báo, hoặc cho duyên nợ tiền kiếp chưa dứt, tình sâu nghĩa nặng, nên kiếp này cố nhân tìm lại với nhau. Hoặc là do trường năng lượng này bạn tạo ra câu chuyện của đời mình bằng những sự lựa chọn nào đó. Hoặc người đó xuất hiện trong đời bạn như là một sứ mệnh để giúp bạn thức tỉnh bạn. Khi họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì tự khắc sẽ phát sinh hoàn cảnh để họ rời xa bạn. Nói chung có thể là có nhiều hơn nữa những lý do là tại sao ai đó xuất hiện trong đời bạn, hoặc có cùng đồng hành hoặc là bước qua đời bạn hay không cũng là sự tất yếu nào đó để cho bạn cảm nhận được đủ vị của nhân sinh. Bản lĩnh hay lụy tình, thức tỉnh hay u mê là do ở mỗi người. Dù bạn ở trong trường hợp nào, nên nhớ rằng là câu chuyện của bạn và người đó có thể là một phần không thể tách rời, không thể phủ nhận, nhưng nó không hẳn quyết định hành trình cả đời bạn. Nếu vui vẻ thì hãy tận hưởng từng phút giây và trân trọng từng trải nghiệm. Còn nếu ưu phiền thì hãy cứ mở lòng với con đường mới. Bởi vì thanh xuân tuổi trẻ hay trung niên hậu vận gì đó luôn có sự bất ngờ bạn không ngờ đến. Nếu như bạn lạc quan và nhẹ lòng với cuộc sống, những cơ duyên người đến người đi trong đời bạn cũng chỉ khiến cho bạn trưởng thành qua thời gian, để không còn gì hối tiếc cho một cuộc đời đã từng chứng kiến và trải nghiệm. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ có nụ cười viên mãn khi bạn biết yêu thương chính mình, yêu thương người khác. Nên những ai đến với bạn hay rời xa bạn đều đặt bạn ở vị trí vô cùng quan trọng trong tim họ, sẽ không bao giờ muốn quên và đánh mất bạn, bởi vì bạn là một phiên bản rất tuyệt vời mà họ muốn đồng hành, muốn yêu thương dù bất cứ nơi nào hay bất cứ nơi đâu.